Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Với Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, câu lạc bộ Hồ Chí Minh sẽ lật đổ ông lớn Hà Nội FC. Theo thông tin mới nhất, sau vụ mua thành công thủ thành Bùi Tiến Dũng, thương vụ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mua lại 6 tháng hợp đồng của Công Phượng từ đội bóng Mỹ Shin Chuden có thể hoàn tất vào hôm nay ngày 23 tháng 12. Điều này đồng nghĩa với việc Công Phượng sẽ tới Mỹ về Việt Nam chơi cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mùa tới. Điều này đồng nghĩa với việc Công Phượng sẽ rời Mỹ về Việt Nam chơi cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mùa tới. Dự kiến vào ngày 29 tháng 12, chàng cầu thủ xứ Nghệ sẽ về Thành phố Hồ Chí Minh để ký hợp đồng với câu lạc bộ mới. Liệu với Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, câu lạc bộ Hồ Chí Minh sẽ lật đổ ông lớn Hà Nội FC ở mùa giải mới? Cùng Mr. Zero tìm hiểu nhé. Và Kim Trinh xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận nghe những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được thỏa thuận để mua lại nửa năm hợp đồng của Công Phượng từ Shin Chuden. Đương kim áo quân V-League sẽ trả cho Shin Chuden hơn 100.000 euro, khoảng 2,5 tỷ đồng để có sự phục vụ của Công Phượng trong nửa đầu năm 2020. Trước đó không lâu, Thành phố Hồ Chí Minh cũng chiêu mộ thủ môn tuyển U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng theo hợp đồng 3 năm với mức lót tay khoảng 7 tỷ đồng. Điểm chung ở cả hai bản hợp đồng này là cả Công Phượng và Bùi Tiến Dũng đều từng được xem là những ngôi sao nổi bật của bóng đá Việt Nam từ khi còn rất trẻ. Một người từng được ví von là Messi Việt Nam khi chưa đầy 19 tuổi, người còn lại cũng được tung hô như là người hùng của U23 Việt Nam tại Thường Châu. Chính sự nổi tiếng đến quá sớm đã đẩy cả Phượng và Dũng vào những cú trượt dài trong sự nghiệp cầu thủ. Nếu như Công Phượng dành cả tuổi thanh xuân để bôn ba khắp các nền bóng đá từ Á sang Âu với số trận được thi đấu chỉ đếm trên đầu ngón tay, thì Tiến Dũng cũng không khả quan hơn khi luôn trầy trật, tìm suất bất chính nhưng bất thành tại Thanh Hóa và Hà Nội. Mọi thứ tưởng chừng như là sẽ cứ thế trôi tuột đi với cả hai tuyển thủ quốc gia Việt Nam cho đến khi Thành phố Hồ Chí Minh đang giang tay cứu mạng họ đúng vào thời điểm sự nghiệp của Phượng và Dũng gần như là chạm đáy. Chưa biết sự hợp tác này có đem lại sự thành công cho mỗi người và bản thân câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hay không, nhưng chắc chắn nó sẽ là một cú hít cực mạnh cho tất cả. Một màn kết hợp mà nói như nhiều người là lợi cả ba đường. Mới nhất, giá trị chuyển nhượng của Công Phượng được Transfermarkt định giá từ 150.000 euro tăng lên 200.000 euro ngang với Xuân Trường và cao hơn 50.000 euro so với Văn Hậu ở Heerenveen. Như vậy, 5 năm qua, trải qua 5 câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Mito Hollyhock Nhật Bản, Incheon United Hàn Quốc, Shin Chuden Mỹ và sắp tới là Thành phố Hồ Chí Minh, giá trị của Công Phượng đã tăng tới 8 lần từ ban đầu là 25.000 euro. Mặc dù giá chuyển nhượng tăng gấp 8 lần, thế nhưng với Công Phượng, lần trở về có lẽ như là sẽ đặt dấu chấm hết cho những năm tháng sống dưới cái danh đứa con lưu lạc của cầu thủ này. Hay nói đúng hơn là chủ tịch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Hữu Thắng đang cố gắng giải cứu CB10. Nó cũng sẽ mở ra cho tiền đạo xứ Nghệ những cơ hội mới để lấy lại phong độ và cảm giác bóng, vốn đã mai một thì thời gian dự bị ròng rã ở trời Tây. Những chuyến xuất ngoại dài đằng đẵng có thể cho Phượng tiền bạc, danh tiếng cũng lấy đi mất của anh sự phát triển của nghề nghiệp. Về Việt Nam, Phượng sẽ lại được chơi bóng thường xuyên, được cọ sát với môi trường bóng đá phù hợp với trình độ của mình để tìm lại những gì đã mất. Với sự đầu tư lớn, cùng cú hít đến từ chiếc áo quân năm ngoái, những giai đoạn cạnh tranh quyết liệt thậm chí đã từng vượt mặt câu lạc bộ Hà Nội. Việc câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có được Công Phượng chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, nhưng nó chỉ có thể thành công nếu Công Phượng tìm lại được đúng phong độ của mình, nhược bằng không nó sẽ cực kỳ tai hại. Với đội hình có hàng loạt hảo thủ cùng những ngoại binh sừng sỏ, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là bệ phóng rất tốt cho Công Phượng, khác hẳn với Hoàng Anh Gia Lai. Sự hỗ trợ của các đồng đội cùng tham vọng của đội bóng này sẽ cho chân sút được mệnh danh là Messi Việt Nam này cơ hội để chứng tỏ rằng mình vẫn còn rất sắc bén. Trường hợp tương tự cũng xảy đến với Bùi Tiến Dũng, từ chỗ được xem là thủ môn số 1 trên tuyển, Dũng dần đánh mất mình sau khoảng thời gian không tìm được chỗ đứng tại câu lạc bộ rồi Thanh Hóa để đến với ông lớn của V-League là câu lạc bộ Hà Nội với mong muốn được chơi bóng đỉnh cao, nhưng Dũng vẫn không thể thay đổi được tình hình. Không được bắt chính thường xuyên, chàng thủ môn xứ Thanh dần nhạt nhòa với những sai lầm ngớ ngẩn trong những lần ít ỏi được ra sân. Để rồi, Tiến Dũng mang tâm lý nặng nề ấy lên U22 và tiếp tục lún sâu vào thất vọng ở SEA Games 30. Giờ đây, người hâm mộ không còn nhớ đến Bùi Tiến Dũng với những pha bay người không tưởng ở Thường Châu ngày nào mà chỉ nói về những cú vỡ ếch biến anh thành gã hề trên sân cỏ. Tìm đến Thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng nghĩa với việc thủ thành này có cơ hội làm lại từ đầu, tìm kiếm những cơ hội mới cho sự nghiệp đang tụt dần.
Khi được hỏi về sự cạnh tranh cho vị trí thủ môn số 1 tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Linh mới tỏ ra khiêm tốn. Tôi và anh Thanh Thắng từng là đồng đội trong màu áo của đội Thanh Hóa, tôi sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng của mình thôi. Vì sự lựa chọn cuối cùng cũng nằm ở đánh giá của ban huấn luyện. Khi nhắc về Công Phượng, một tân binh khác như mình, Bùi Tiến Dũng cười và thoải mái nói: "Tôi rất bất ngờ khi biết tin anh Phượng sẽ về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và cũng rất vui vì anh Phượng là đồng đội đã gắn bó với tôi ở nhiều giải đấu cấp đội trẻ tuyển Việt Nam. Tôi đang mong chờ ngày tập luyện chung với cả đội." Có thể thấy, Công Phượng và Bùi Tiến Dũng rất cần Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ở chiều ngược lại, áo quân V-League cũng không phải không được gì. Thứ nhất, dù cả Công Phượng và Dũng đều đang trải qua những ngày tháng buồn nhất trong sự nghiệp, nhưng không thể phủ nhận tài năng và tố chất của cả hai. Họ không phải là những kẻ vô dụng mà đơn giản là chỉ cần một điểm tựa, một đội bóng phù hợp để họ tìm lại chính mình. Thứ hai, tất cả đều biết đến giá trị thương hiệu mà Công Phượng và Bùi Tiến Dũng sở hữu dù cho họ đang thi đấu không tốt. Chiêu mộ hai cái tên đình đám nhất trong làng cầu thủ Việt, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kéo không ít hợp đồng quảng cáo và lượng fan hùng hậu về với đội bóng. Chưa kể, Phượng và Dũng đều là những quân bài quan trọng được huấn luyện viên Park Hang-seo tin dùng. Có trong tay hai tuyển thủ quốc gia, đương nhiên giá trị thương hiệu của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng theo chiều thuận. Nói tóm lại, dù nhìn dưới bất kỳ góc độ nào, việc Công Phượng và Tiến Dũng đến với Thành phố Hồ Chí Minh đều mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Đây là cái kết đẹp cho những niềm tin dang dở mà người hâm mộ cả nước phải chịu đựng suốt thời gian qua khi chứng kiến hai tài năng trẻ một thời trượt dài không phanh. Nếu Phượng và Dũng tận dụng được cơ hội này để tìm lại ánh hào quang, không chỉ Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng lợi mà ngay cả cổ động viên Việt Nam cũng có quyền vui mừng khi đội tuyển quốc gia có thêm những mảnh ghép quan trọng ở cả mặt trận tấn công và phòng thủ. Niềm tin ấy hoàn toàn có cơ sở bởi cả Công Phượng và Bùi Tiến Dũng đều từng có thời gian chơi bóng cùng nhau trong màu áo đội tuyển cũng như là nhiều lần chinh chiến với câu lạc bộ ở V-League. Nếu thật sự là những viên ngọc quý của bóng đá nước nhà, những chỉ trích của dư luận sẽ không thể khuất phục được Công Phượng và Bùi Tiến Dũng mà sẽ khiến họ tỏa sáng hơn mà thôi. Họ sẽ không mất nhiều thời gian để làm quen với môi trường bóng đá trong nước trong một màu áo mới. Cộng thêm tài năng đã được khẳng định trong quá khứ, ngày mà tiền đạo xứ Nghệ và thủ thành xứ Thanh khiến tất cả một lần nữa phải gọi tên mình trong vinh quang, có lẽ là không phải chuyện viễn tưởng. Và đó chính là điều mà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang cần để có thể lật đổ ông lớn Hà Nội FC ở sân chơi quốc nội. Ở mùa giải năm 2018, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng và chỉ về đích với vị trí thứ 12 trên 14 ở những vòng đấu cuối cùng. Vậy mà chỉ có một năm sau, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đội bóng ấn tượng nhất V-League năm 2019. Khi giải đấu bắt đầu khởi tranh, không nhiều người hâm mộ nghĩ rằng đội bóng chủ sân thống nhất sẽ cạnh tranh quyết liệt đến như vậy trong cuộc đua vô địch. Họ không sở hữu quá nhiều ngôi sao trong đội hình. Tuy nhiên, với lối chơi hợp lý, tinh thần thi đấu quả cảm cùng sự đoàn kết của toàn đội đã mang về một mùa giải thành công. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã giành ngôi á quân tại V-League năm 2019. Với sự có mặt của Nguyễn Công Phượng, Bùi Tiến Dũng trong đội hình được xem là phục vụ cho tham vọng bay cao trong năm 2020, khi Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chinh chiến ở cả 3 mặt trận gồm V-League, Cúp Quốc gia và AFC Cup. Cùng chúc cho tham vọng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành hiện thực và V-League sẽ trở thành nơi để các cầu thủ trẻ và tài năng như Bùi Tiến Dũng hay Công Phượng một lần nữa có cơ hội để khẳng định mình. Còn các khán giả của Mr. Zero suy nghĩ như thế nào? Theo bạn, việc chiêu mộ hai tân binh mới có phải là lựa chọn đúng đắn của Hữu Thắng? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe nếu thấy video này thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!